Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Mac. Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình Arop với dự án Credit Fan Token. Chúng ta sẽ có 130 suất random, mỗi suất nhận được 10 đô. Giá trị token CHZ, token của dự án Credit Fan Token, cũng là token sàn của sàn Credit luôn. Đối với cái dự án này thì là một dự án mình nghĩ nó rất chất lượng và rất nhiều anh em thích cái token Credit CHZ mà chưa có cơ hội sở hữu để có thể hold hay là có thể giao dịch với token CHZ, thì đây là một cơ hội để anh em có thể giữ một token rất là tiềm năng như vậy. Tham gia vào dự án Arop hôm nay thì nếu như anh em chưa có tài khoản trên nền tảng Mac thì các bạn đăng ký theo link phía dưới phần mô tả video. Ở bước tiếp theo thì chúng ta sẽ sang link thứ 2. Link này dẫn cho anh em đến với cái chương trình Arop ngày hôm nay. Các bạn đăng nhập tài khoản Tisto Google. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với nhiệm vụ. Chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter của Mac. Đây đây, mình đã follow trước đó nhé. Và mình vừa xác nhận nhiệm vụ luôn rồi. Follow Twitter của Judith. Chúng ta cũng đã follow. Đây mình đã follow trước đó rồi. Và mình xác nhận luôn. Na, Retweet và Test 3 3 người bạn ở dưới bài đăng. Na, Retweet. Tiếp theo chúng ta sẽ test 3 người bạn ở dưới bài đăng này. Đây chúng ta sẽ test 3 người bạn ở dưới bài đăng và bình luận, sau đó ấn vào Redmi. Tiếp theo các bạn nút con tin. Rồi join tiếp vào Trinity Telegram Group. Đây chúng ta ấn vào click here. Các bạn tiến hành join. Sau đó thì các bạn ấn vào xác nhận ở đây. Ở đây thì có lẽ là chờ lâu, hơi lâu nên là nó bị đẩy ra rồi. Mình sẽ tiến hành đăng nhập và làm tiếp. Đây mình sẽ join và xác nhận này. Read này. Read và trả lời câu hỏi ở đây thì chúng ta mở ra thôi, con tin. Với ba câu hỏi quiz thì mình đã có sẵn đáp án cho anh em rồi và anh em làm rất là nhanh thôi. Đây chính là ba đáp án cho các bạn. Đầu tiên là Unabomber, tiếp theo Analytico, Minerio và câu thứ hai là 16. Đây. Ta chọn ô này. Analytico, Minerio này. Rồi, tiếp theo là các đáp án là 16 đó, được chưa? Rồi, phần UID của tài khoản Mac thì các bạn sẽ dùng tại UID của các bạn copy phần UID, các bạn có thể ấn vào trung tâm cá nhân hoặc là sẽ ấn vào đây thì nó sẽ tự động sao chép nếu các bạn dùng máy tính. Ta chỉ copy đoạn số thôi nhé, không các bạn paste vào và sau đó ta con tin, xác nhận được vụ, hoàn tất quá trình đăng ký. Ok, và rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ với chương trình Arop của dự án Trinit được chia sẻ trên nền tảng Mac. Hy vọng đối với dự án này thì trên kênh chúng ta sẽ có nhiều anh em may mắn trở thành một trong số 130 người may mắn sẽ nhận được phần thưởng này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở tiếp theo.